Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các ngôi sao sân cỏ trên thế giới. Và nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu thì đừng quên cập nhật thường xuyên kênh của chúng tôi. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nha. Xin chào! Bên cạnh sự căng thẳng, kịch tính trên sân cỏ, trong từng trận đấu còn có cả những tình huống hài hước xảy ra khiến người hâm mộ dở khóc dở cười đến từ các cầu thủ hay các cổ động viên trên khán đài. Mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại những khoảnh khắc cười té ghế đã diễn ra trên sân đấu, nhưng lần này nhân vật chính thuộc về các vị vua cầm cân nảy mực. Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra trong trận đấu giữa Trabzonspor và Galatasaray thuộc giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. Tình huống chú ý diễn ra sau pha tranh chấp bóng ở khu vực cấm địa Trabzonspor. Trọng tài trút quyền thi đấu Cavanda và cho Galatasaray được hưởng quả phạt 11m. Bất bình với phán quyết này, hậu vệ Sally Dawson đã giật chiếc thẻ đỏ và giơ lên trước mặt trọng tài Ates, ý muốn trút quyền chỉ đạo của ông này. Hành động này đã khiến Dawson phải lĩnh thẻ đỏ và rời sân. Trong trận đấu lượt về tứ kết cúp nhà vua 2015, hậu vệ cánh Jordi Alba của Barca khi chạy về tham gia phòng thủ đã vô tình lao vào tầm gạt cờ của trọng tài biên. Tình huống hy hữu này khiến anh phải nằm sân vì cú đập vào đầu khá đau, may mắn là không phải gặp chấn thương nào. Bọt tự tan được trọng tài sử dụng trong các trận đấu với mục đích chính là phân chia ranh giới đá phạt, khiến các cầu thủ không thể ăn gian cự ly. Tuy nhiên, trong trận đấu Tryon Alessandro de Souza, cựu thủ quân từng dẫn dắt Brazil tới các danh hiệu vô địch Nam Mỹ vào năm 1999 và 2004, một trọng tài người Brazil đã nâng việc sử dụng bọt tự tan lên một đẳng cấp mới. Khi Alex chuẩn bị đá phạt, trọng tài đã dùng bọt tự tan để viết tên Alex lên trên mặt sân thay vì một đường kẻ như thường lệ. Mê tín có lúc ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và thủ môn Roman Bürki của Dortmund cũng không ngoại lệ. Anh cho rằng việc cầm quả bóng mỗi khi trọng tài tung đồng xu phân định đội giao bóng sẽ giúp anh bảo vệ vẹn toàn khung thành đội nhà. Chính vì thế, thủ môn này tìm mọi cách để cầm bóng vào thời điểm ấy, chẳng hạn xin bóng từ cầu bé nhặt bóng hoặc lén lấy bóng dưới chân của tổ trọng tài. Và vị vua áo đen này cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho Roman Bürki thực hiện điều đó. Trong trận đấu này, có lẽ đó là lần đầu tiên vị trọng tài này bắt chính. Vì thế, trong dáng vẻ của ông không quá quen thuộc với việc tung đồng xu và phải thực hiện đến lần thứ 3 mới thành công. Hành động này khiến thủ quân của cả hai đội chỉ biết nhìn nhau mà cười. Trong một trận đấu khác, tình huống cũng hài hước không kém khi đồng xu được vị trọng tài này tung ra lại liên tiếp hai lần hạ cánh theo phương thẳng đứng.
Trong bóng đá, những va chạm là điều không thể tránh khỏi, nhưng hiếm khi mới thấy trường hợp cầu thủ xúc bóng vào đầu trọng tài, dù cho hành động này chỉ là vô ý. Đáng thương nhất trong đó là tình huống trong một trận cầu thuộc giải đấu ở Argentina. Một nữ trọng tài xinh đẹp đã lăn đùng ra đất sau khi lãnh trọn cú sút cực mạnh của một cầu thủ. Tình huống hài hước diễn ra trong trận giao hữu giữa Man City và Arsenal vào năm 2012. Khi đó, Vermaelen trong một tình huống lao ra tranh chấp đã lỡ đà và lỡ ôm luôn nữ trọng tài biên Sian Massey. Theo thói quen thông thường, các trọng tài sẽ lập tức chỉ tay về vạch giữa sân khi có cầu thủ ghi bàn. Tuy nhiên, trong trận đấu giữa Aston Villa và Tottenham năm 2015, trọng tài Maidin thậm chí còn nhảy lên sung sướng, vung tay tỏ ra rất hả hê sau khi cầu thủ Tottenham đưa được bóng vào lưới The Villans. Maidin vốn là một cổ động viên của Tottenham, nhưng với tư cách trọng tài chính thì việc ông ăn mừng như thế này tỏ ra là quá lố. Một sự cố khá hài hước đã diễn ra giữa vị vua áo đen và đồng nghiệp của mình tại giải ngoại hạng Scotland 2017. Trong tình huống phạt góc, trọng tài biên Andrew McWilliam bất ngờ xin tạm dừng với lý do sức khỏe. Ông này còn nôn mửa ngay trên sân. Hành động này khá mất vệ sinh và trọng tài chính Thompson không ngần ngại rút chiếc thẻ đỏ với trợ lý của mình. Dĩ nhiên, ông không có ý định đuổi Andrew, mà chiếc thẻ đỏ này khiến cầu thủ cũng như khán giả có giây phút vui vẻ. Một lần khác, trong lúc dàn xếp đá phạt, chỉ vì bị phun bọt tự hủy vào giày, cầu thủ Wolbeck đã có thái độ chống đối và phàn nàn trọng tài. Cái kết là vị trọng tài đã dùng bình xịt thẳng vào anh ta, khiến khuôn mặt cũng phải chịu chung số phận với đôi giày. Khi còn thi đấu cho AC Milan trong trận giao hữu với Inter tại Mỹ năm 2009, Ronaldinho bị trọng tài phạt, nhưng sau đó lại tạo thành một tình huống hài hước. Lỗi của cầu thủ người Brazil là phản ứng nặng lời với trọng tài về cự ly lập hàng rào chống đá phạt của Inter. Bất chấp tính chất của một trận giao hữu, trọng tài vẫn quyết định phạt Ronaldinho thẻ vàng nhưng lại rút nhầm thẻ đỏ. Trận đấu ở giải ao làng, nhưng lúc trọng tài đang giương cờ trên đường biên, một khán giả đã lén đến phía sau và bất ngờ kéo quần vị trọng tài này xuống. Tuy nhiên, may mắn cho khán giả đó là trọng tài này vẫn bình tĩnh chỉnh đốn trang phục và tiếp tục làm nhiệm vụ. Nếu gặp một người nóng tính thì chưa biết cái kết sẽ như thế nào. Vừa rồi là những khoảnh khắc hài hước của các trọng tài ở một số trận đấu. Hy vọng mọi người đã có những giây phút thư giãn qua clip này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.